Rồi, ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi sang một cao độ tiếp theo. Thì ở trong cao độ này chúng ta sẽ cùng nhau tinh chỉnh lại cái võ hợp của mình ha. Ở trong cao độ trước thì mình đã chia sẻ cho bạn cách để mà chúng ta chỉnh sửa lại cái bộ truyền bản năng cấp nhanh cũng như là cái bộ truyền bản năng cấp chậm được như thế này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua chúng ta tinh chỉnh lại cái phần võ hợp của mình. Thì ở đây chúng ta có cái bảng thông số của mình rồi. Chúng ta mở cái bảng thông số của mình lên ha. Rồi, ở đây chúng ta chỉ cần bấm chọn vào cái phần võ hợp của mình. Ở đây chúng ta sẽ vào hộp thoại RBT, chúng ta sẽ chỉnh chỉnh từng cái xong thông số một. Đầu tiên á là chúng ta sẽ nhập cái K2. À, đầu tiên các bạn nhập cái chiều dày vỏ hộp đi. À, chiều dày vỏ hộp là gamma nè, hiện tại của mình là bằng 10 nè. Nó thì chúng ta sẽ nhập ở đây là bằng 10 ha. Rồi, chúng ta sẽ nhập là K2. Các bạn đợi từ từ nha. Rồi, chúng ta sẽ nhập là K2. K2 của mình nó sẽ bằng là 46. Rồi, tới E2 của mình là bằng 22. Rồi, DCO của mình chính là cái bu lông cảnh nổ các bạn. Bu lông cảnh nổ của mình là bằng 14. Ok. Rồi, cái R này chút xíu nữa mình sẽ giải thích sau. Rồi, bây giờ các bạn nhập lại là cái DE1 giúp mình. Thì chúng ta sẽ kéo lên trên, chúng ta xem lại thông số của bộ truyền bản năng ha. Chúng ta kéo lên trên. Rồi, cái DE1 này các bạn nhập giúp mình là 74. Chúng ta sẽ nhập cái thông số của bộ truyền bản năng cấp nhanh trước ha. Rồi tới bộ truyền bản năng cấp chậm sau nha các bạn. À, bộ truyền bản năng cấp nhanh nè. Nó thì đây là 70. Chúng ta sẽ có thằng này là 74 nè. Rồi, đường kính vùng chia của nó là 252. Tiếp tục là bánh răng lớn là 252. Rồi, ở đây các bạn nhập luôn cái đường kính vòng đỉnh nè. Module của chúng ta là bằng 2. Do đó mà cái đường kính vòng đỉnh này nè, chúng ta chỉ cần cộng thêm 4 ly nữa. 252 cộng 4 là 256. Đúng rồi. Rồi, cái DA1 này chính là cái gì? Cái DA1 này chính là cái đường kính vòng đỉnh của cái bánh răng nhỏ này nè. Thì nó sẽ cộng thêm 4 ly nữa, sẽ là 78 ha. Cái phần này thì các bạn có thể là mở lại cái thông số bộ truyền của mình ở trong cái quyển thuyết minh á, để các bạn xem lại. Rồi, cái S3 nè, chúng ta sẽ kéo xuống chúng ta xem S3 là gì. Đây, chúng ta sẽ có S3. S3 của mình nó chính là chiều dày bích thân hợp, nó bằng 21 ly ha. Ok, bích thân hợp và bích nắp hợp các bạn cho bằng nhau đi. Rồi, cái chiều cao H này chút xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem là chiều cao H là gì ha. Thì chiều cao H đây, ở đây mình có liệt kê ra nè. Nó 30, 35, 40, 45, 50 nè. Trong trường hợp này, đây chính là cái chiều cao H nè các bạn. Nó thì trong trường hợp này ha. Chút xíu nữa khi mà mình nhập những cái kích thước gói ổ đó, mình mới quyết định là mình chọn nó bao nhiêu. Rồi, thông số này chúng ta cứ từ từ. Rồi, bu lông nền. À, bu lông nền. Sorry. Bu lông nút tháo dầu. Nút tháo dầu của mình nằm đây thì thông thường cái nút tháo dầu của mình á, là mình cho nó là 20. Ở đây mình có hai size nè, là size 20 và size 16. Nếu như các bạn chọn size 16 thì các bạn chọn ở trên thì nó sẽ tự động nhỏ lại cho mình. Nó còn trong trường hợp này mình chọn là size 20 thì nó sẽ tự động lớn ra cho mình. Ok. Rồi, cái D30 này các bạn không cần quan tâm, các bạn cứ để nguyên vậy đó. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có là cái D nền. D nền này á, chính là cái con bu lông nền nè, hiện tại nó bằng 20 nè, các bạn chọn size là 20 giúp mình. Chọn size 20 ha. Ok. Rồi, cái Q nè. Rồi, các bạn bên đây cái Q của chúng ta là gì? Q của mình là bằng 80 nè. Thì bên đây chúng ta cũng nhập Q vô luôn ha. Q bằng 80. Rồi, K1 của mình là bằng 60 nè. Rồi, cái DE3 là gì?
DE3 là đường kính vòng chia của bánh răng lớn cấp chậm như các bạn. À, cấp chậm của mình lúc nãy cũng là 252 đó. Rồi, DA3 chính là đường kính dòng đỉnh của bánh răng lớn cấp chậm, nó cũng bằng 256 luôn. Rồi, DA4 nó chính là đường kính dòng đỉnh của bánh răng nhỏ cấp chậm thì nó sẽ bằng ở trên đây luôn là bằng 78 nè. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta nhập những cái kích thước gói trục. Thì giống như là ở trong cái đề bài mình có cho các bạn xem ở trong cái video trước á, là mình sẽ có cái bổ chuyền bánh răng của mình nó là như thế nào đây. Thì đầu này là đầu vào nè. Do đó là đây là trục 1 nè, đây là trục 2, còn đây là trục 3. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập những cái kích thước gói trục này như thế nào. À, phần này thì các bạn sẽ xem chỗ cái bảng ở trên nè, tức là cái bảng thông số ổ lăng nè. Cho bảng này thì mình cũng đã có liệt kê rõ rồi. Mình thu nhỏ này lại. Đây thì cái trục 1 của mình á, thì mình sẽ có cái D nè là bằng 62 nè, 75 nè và 90 nè. Đó thì chúng ta sẽ chọn cái phần thân hợp này của mình ha. Rồi chúng ta vào trong hợp thoại Robert T nè. Trong trường hợp này nè, ứng với cái sơ đồ mà mình vừa chia sẻ cho bạn á, thì cái DT3 của mình á là nằm ở vị trí dưới này nha. À, DT3 của mình là nằm ở dưới này. Thì DT3 này hiện tại tương ứng là trục 1. Thì trục 1 của mình ở đây thứ nhất là nó sẽ có kích thước bằng 62 nè, là nhập 62 vào. Rồi, DN3 của mình nó sẽ bằng 90 nè. Đó. Như vậy là chúng ta đã nhập xong trục 1. Ok. Rồi, trục 2 thì nó tương ứng là DT2 và DN2 ha. Đây, DT2 của mình bằng 72 nè. Rồi, DN2 của mình bằng 115 nè. Rồi trục 3 của mình bây giờ nó đã quay trở lại là cái DT1 và DN1 như các bạn. Rồi cái DT này của mình trục 3 là nó sẽ bằng là 75 nè. Và 115 luôn ha. Thì khi mà các bạn làm cái đề đồng trục á, thì nó có trường hợp là trục 1 nó quay lên trên, là trục 1 nó quay xuống dưới. Thì ứng với cái hộp của bạn á, là cái trục nó quay như thế nào á, thì các bạn phải xem kỹ cái đồ này của mình để mà các bạn biết đường các bạn nhập nha. Đó. Rồi, ok. Như vậy là mình đã có xong cái phần vỏ hộp của mình rồi. Ở đây các bạn có thể kiểm tra lại cái phần vỏ hộp của mình. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ kiểm tra cái khoảng cách trục nè. Bạn thấy không? Khoảng cách trục của mình bằng 163, cực kỳ chính xác. Chúng ta giống lên trên nè. Đó, đồng tâm đúng không? Rồi, đây là cái kích thước S3 của mình nè. Đó. Rồi, đây là cái kích thước cái chiều dài thân hợp nè. Rồi, đây là cái con bô lông cạnh ổ nè, 14 nè. Thì mình đã lập trình cái con ghép nắp này nè, là nó mặc định là nó nhỏ hơn con kia 2 ly. Con đó 14 thì con này bằng 12. Trong trường hợp này các bạn thấy là hai con này nó đang gần nhau quá, thì các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên nè, các bạn kéo nó ra. Các bạn kéo nó ra rồi các bạn nhập cái kích thước vào. Ở đây hiện tại nó có 75 thôi. Ví dụ mình cho khoảng cách tâm của hai con này á là bằng 125 chẳng hạn, thì nhập 125 vào. Rồi các bạn đợi chút xíu nha. Nó sẽ tự động dời ra cho bạn. Ok. Rồi, ở đây chúng ta sẽ kiểm tra cái gì nữa? Các bạn sẽ kiểm tra lúc nãy thì mình chưa có chia sẻ cho các bạn là cái đoạn H này nè. Đây chính là cái chiều cao H nè. Đó. Thì khi mình đã nhập cái kích thước gói rồi, mình thấy cái H là mình cho cao lên chút là khoảng bằng 40 là đẹp. Thì mình cứ bấm vào cái mũi tên là mình kéo lên trên ha. Hiện tại nó là 35 nè. Thì chúng ta di chuyển, chúng ta kéo lên trên. Thì chúng ta sẽ có là cái kéo lên chút xíu nữa. Chúng ta sẽ có, hoặc là các bạn chọn nó đi. Rồi vào trong học thoại Robert T nè. Các bạn sẽ kéo xuống cái phần H. Đây, các bạn chỉnh nó về là 40 ha. Đây cho nó bằng 40. Ok, bây giờ nó đã cao lên 40 cho mình rồi đó. Đây chúng ta sẽ đo lại nha. Thì đây là tất cả những cái này thì mình đã lập trình sẵn hết rồi. Việc của các bạn chỉ cần theo cái video này và làm theo thôi là ok ha. Rồi có một số trường hợp giáo viên hướng dẫn sẽ yêu cầu chúng ta là vẽ cái đường kính vòng đỉnh ở trên cái hình chiếu đứng. Còn một số giáo viên thì không có yêu cầu chúng ta vẽ, nhưng mà theo quy ước của môn vẽ kỹ thuật thì chúng ta phải vẽ cái đường kính vòng đỉnh lên trên cái hình chiếu đứng bằng cái nét đứt như thế này.
Do đó tốt nhất á, là các bạn vẽ luôn cái đường kính vòng đỉnh nè. Thì ở đây các bạn đâu có vẽ đâu, các bạn chỉ cần nhập số rồi thì phần mềm nó tự động vẽ cho bạn. Còn trong trường hợp mà giáo viên hướng dẫn của mình á, nói là em không cần vẽ cái đường kính vòng đỉnh đâu, thì lúc đó chúng ta xóa đi ha, chúng ta vẽ theo đúng cái tiêu chuẩn mà chúng ta học ở trên trường thì nó sẽ ok hơn. Rồi, như vậy là mình đã tạm thời lập xong cái bản vẽ này của mình rồi, lập xong cái hộp cái vỏ hộp của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào cái bánh răng của mình vào trong vỏ hộp này. Chúng ta sẽ lắp như thế nào đây? Ở đây nè, các bạn sẽ mở lại cái phần là tính toán trục của mình ha, để chúng ta xem là cái khe hở từ cái bánh răng nè đến thành trong của hộp là bao nhiêu. Nhớ các bạn xem giúp mình là khe hở từ thành trong của răng, từ thành trong của cái bánh răng nè đến cái vỏ hộp là bao nhiêu. Chúng ta sẽ mở lại cái bảng thuyết minh của mình ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái bảng thuyết minh của mình nè. Ở đây chúng ta sẽ có khe hở giữa trục 1 và trục 3, khe hở giữa mặt chi tiết quay đến thành trong của hộp nè, tức là mặt này đến đây là 10 ly. Bây giờ mình sẽ phóng to này lên nè, chúng ta sẽ lắp ghép như thế nào. Ở đây các bạn sẽ sử dụng lệnh if set ha, if là enter. Đây, đầu tiên chúng ta subset. Ở đây thì mình sẽ lắp cho những cái ổ lăng của mình á nó đồng tâm trước đi. Ở cái video trước thì mình chưa có làm được cái điều đó. Đây, đây mình sẽ mua cái ổ lăng vào đây tâm đây nè. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển những cái ổ lăng này vào trong đúng cái đường tâm của nó. Ok. Rồi, chúng ta có cái khoảng cách này nè, chúng ta subset thằng này ra là 10 ly ha. Ok. Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần cấp mu đi, khỏi cần copy. Mu thằng này nè. Để các bạn di chuyển qua đây. Rồi, chúng ta xóa bỏ hàng này đi. Rồi, bây giờ các bạn thấy nè. Đó, chúng ta cần phải kéo dài cái bề rộng này ra cho nó đúng, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đo ha. Tổng của chúng ta là từ đây nè, của bánh răng là từ đây đến đây nè. Tổng thằng này của mình á là bằng 201. Chúng ta sẽ cộng cho 20 ly, tức là bên đây 10 ly nè và bên đây 10 ly nữa. Đúng chưa? Đó, là chúng ta sẽ có 221. Thì các bạn chọn vào đây nè. Đó, chúng ta sẽ vào property, chúng ta kéo xuống cái chữ R, tức là rộng á. Đây các bạn nhập là 221. Rồi, các bạn đợi nó chút xíu nha. Ok, nó sẽ tự động giãn ra cho mình. Ở đây thì mình sẽ di chuyển lại đi ha. Ở đây mình kéo vô đây đi. Rồi, từ đây mình mới mua ra 10 ly. Ok. Rồi, cái khoảng cách này nó cũng chính xác bằng 10 ly luôn nha. Đây, ok chưa? Rồi, ở bên đây có khoảng cách này nó cũng chính xác bằng khoảng cách này nó tới bằng 11 ly lần rồi. Hồi nãy mình đo lại xem là lúc nãy mình có đo bị nhầm hay không nha. 201. Ok, chắc có lẽ là cái dim này của mình nó đang được làm tròn đó các bạn ha, nó đang được làm tròn. Ok, bây giờ mình sẽ sửa lại cái dim của mình một chút xíu. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra lại ha. Đây, tổng khoảng cách này là 205 nè. Rồi, chúng ta sẽ vào cái vỏ này chúng ta sửa lại. Rồi, ok, ở đây mình sẽ mu lại ha, bây giờ nó bị sai dịch rồi. Đây mình sẽ mu lại, đây là xuống đây là 10 ly ha. Nó bây giờ chúng ta sẽ đêm lại nè. Đây, khoảng cách là 10.
Khoảng cách này là 10. Rồi. Khoảng cách này cũng là 10 ha, cực kỳ chính xác. Rồi. Tất cả những cái hình chiếu ở trên đây nè, nó đã tự động chạy theo rồi, các bạn cứ yên tâm, không cần lo lắng nhiều. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra nè. Đây là 541. Rồi đây cũng là 541 ha. Rồi là 322.5 nè. Rồi 322.5. Mình đo tổng thử nha. 333 332.5. Đây là 334.5 mà. Sorry, mình đo lộn ra ngoài chút. Đây. 332.5. Ok. Rồi, như vậy thì ở trong cái video này mình đã chia sẻ cho bạn cách để mà chúng ta tinh chỉnh lại cái vỏ hộp, và chúng ta lắp cái vỏ hộp này vào trong cái hai cái bánh răng của mình rồi ha. Rồi ở trong cái video sau thì chúng ta sẽ tiếp tục tinh chỉnh. Rồi ok. Tạm thời mình sẽ kết thúc cái video này ở đây, và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở trong cái video tiếp theo nha.